120 con. Chưa chăn được cái gì mà căng cái gì đấy. Chăn gì sụp này dễ rất ăn vừa đã tẹt này. Tẹt rồi. Đấy, tẹt rồi, gần là nó sụp cái như này. Còn căng cái nào nữa? Như này làm gì mà đã căng như này. Như này căng thì như này bắt xuống cái nào mà căng. Rồi bố con này ra như thế nào? Ờ, con to đấy. Anh bảo ốc con này phía ở chỗ hải quá. Đây 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 ông đi ra kia rồi. À, vừa đây này. Đây đây à, thằng này này, đây này. Đó là cặp này 4 triệu. Mình cầm bái rẻ rẻ mua như chết mẹ con bái thì bẻo rồi cắt đi đánh thì thua ấy. Mới con yếu rồi, mới thả động lực mấy ngày thì lại ghép con bái 2 ngày đi đây. Chưa thấy nhân What?